đất nền sổ sẵn tại xã Minh Lập, thị xã Trần Thành, tỉnh Bình Phước. Và diện tích mỗi nền thì đa dạng nha, năm sâu cho 50, năm 60, năm 70, 10 50, 10 60, 10 70. Vị trí đất ở đây thì giá hiện tại chỉ 3 triệu trên mét vuông nha quý vị. 3 triệu trên mét vuông chúng ta sở hữu mặt tiền đường tỉnh 756 ạ, đất sổ sẵn luôn ạ. Và chúng ta có thể công chứng trong ngày và xây dựng được ngay. Ở ngay đây thì quý khách hàng đã mua đất và đã xây dựng nhà lên ở đây. Và tại mặt tiền đường này chúng ta có thể buôn bán kinh doanh được ngay nha các bạn. Ở đây thì mật độ giao thông, lưu lượng xe chạy rất là đông. Và ở những cái trục đường nhánh như bên trong này thì giá chỉ 2 triệu mét vuông. Chỉ 2 triệu trên mét vuông mặt mặt tiền đường nhánh 18 mét này. Và mặt tiền đường tỉnh 42 mét thì giá chỉ 3 triệu mét vuông. Quý khách hàng quan tâm tới đất nền sổ sẵn, pháp lý an toàn và nằm bám những cái mặt tiền đường tỉnh, mặt tiền đường liên xã này thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ ngay ngày hôm nay qua số điện thoại 0962 854 888 nha. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.